Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tình Nghệ Sĩ. Hy vọng quý vị có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 27 tháng 11, showbiz Trung đón nhận một tin buồn khi nam diễn viên Cao Dĩ Tường qua đời ở tuổi 35. Theo VV, nam diễn viên Cao Dĩ Tường đã đột quỵ và bất tỉnh trong quá trình quay chương trình truyền hình Đuổi Theo Tôi Đi. Nguồn tin có mặt ở hiện trường cho hay Cao Dĩ Tường quay hình với trạng thái sức khỏe không đảm bảo, mệt mỏi. Nam diễn viên vừa chạy vừa liên tục nói câu "Tôi sắp không thở được rồi", sau đó đã ngã gục. Đuổi Theo Tôi Đi là một game show thực tế của đài truyền hình Chiết Giang, Trung Quốc. Đây được coi là chương trình anh em của Running Man phiên bản Trung Quốc. Chạy theo nào anh em, hai chương trình nói trên đều cùng một ekip sản xuất. Dàn thành viên chính của chương trình là những nghệ sĩ lớn nổi danh ở showbiz như Trần Vĩ Đình, Phạm Thừa Thừa, Hoàng Cảnh Du, Tống Tố Nhi, Tiêu Kính Đằng, Chu Sở Hy và MC Hoa Thiều. Show truyền hình này chia hai đội thi đấu, mỗi đội sẽ gồm có thành viên cố định và khách mời. Đây là chương trình vận động mạnh, có cường độ cao và thi đấu theo hình thức đối kháng hay thời gian. Chương trình từ khi phát sóng đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận khi các thành viên và khách mời luôn phải quay hình từ lúc nửa đêm đến 5-6 giờ sáng. Đây không phải là lần đầu tiên chương trình này gặp phải những tai nạn không hay. Trước đó, nhiều khách mời lẫn thành viên chính thức xảy ra chấn thương và kiệt sức với các thử thách của chương trình. Một số người chơi còn trẻ tuổi như Phạm Thừa Thừa, Tất Văn Dân đã bị choáng váng, thậm chí nôn mửa trong quá trình ghi hình. Trường hợp khác là Lý Chấn Ninh phải ngưng quay để lên xe cứu thương thở bình dưỡng khí. Mặc dù vậy, nhưng ekip chương trình vẫn không hề suy xét đến việc thay đổi hình thức và giờ giấc ghi hình. Thành viên của nhóm NCT Luska đã phải gặp những chấn thương khi quay hình cho chương trình này. Do điều kiện thời tiết xấu khiến cho mặt đường trơn trượt, Luska đã ngã và bị chấn thương nghiêm trọng. Nam thần tượng phải nhờ người dìu đi và được các nhân viên y tế kiểm tra ngay lập tức. Khách mời Tiêu Kính Đằng từng tham gia chương trình cũng đã nói về mức độ nguy hiểm của thử thách. Vạn lần đừng xảy ra sơ suất gì, nếu có sơ suất gì chắc chắn bye bye luôn. Hiện tại đài truyền hình Chiết Giang, đơn vị sản xuất chương trình, nhanh chóng trở thành đối tượng chỉ trích của cộng đồng mạng xứ Trung. Có nhiều nghệ sĩ từng tham gia game show truyền hình này đã bị thương. Cách đây một năm, Trương Kiệt đã bị ngớt xỉu khi đang quay hình Vương Bài Đối Vương Bài, một chương trình khác do truyền hình này chỉ đạo sản xuất. Trong quá trình thực hiện thử thách, dùng ống thủy tinh thổi bong bóng, Trương Kiệt không may gặp sự cố khiến cho nam ca sĩ không thể hô hấp dẫn đến bất tử, sau đó là được cấp cứu. Toàn bộ khuôn mặt của Trương Kiệt đều bị tụ máu bầm, thậm chí mảnh vỡ thủy tinh còn gây ra vết thương trên mặt nam ca sĩ. Hiện tại, đài truyền hình Chiết Giang khiến cộng đồng xứ Trung phản ứng gay gắt khi đã bất chấp sự an toàn của nghệ sĩ tham gia chương trình. Cao Dĩ Tường sinh năm 1984 và là một người mẫu diễn viên người Canada gốc Đài Loan, sở hữu vẻ ngoài nam tính, điển trai với chiều cao 1m97, anh chiếm được tình cảm của nhiều khán giả. Cao Dĩ Tường là người mẫu Đài Loan duy nhất 4 năm liền có mặt trong danh sách 100 gương mặt nam đẹp nhất thế giới. Anh đã được biết đến với nhiều tác phẩm như Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên, Vũ Khí Bóng Đêm, Thành Phố Xương, Nhật Ký Hôn Lễ. Hoạt động nhiều năm trong làng giải trí, tài tử được nhiều người yêu mến và có lối sống kín tiếng, không vướng scandal. Chính vì vậy, đông đảo khán giả thương tiếc khi anh qua đời ở tuổi 35. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tình Nghệ Sĩ. Hy vọng quý vị có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Sau đây là nội dung chi tiết.